Tiếp theo mình sẽ nói về cách kích thước theo một cái góc chuẩn. Thì trên màn hình mình sẽ có một số cái điểm tròn điểm kiếm cũng được này. Về cái cách chọn của mình sẽ là chọn liên quan đến điểm. Thì đầu tiên đó là ghi kích thước theo chuẩn theo horizontal, cho gọi là như bạn chọn vào một ordinate trong graphing. Thì khi đó là nó sẽ xuất hiện gọi là graphing thì horizontal. Thì đầu tiên nó sẽ hỏi mình là ordinate dimension, nó sẽ hỏi mình cái thức góc trước. Mình sẽ chọn một cái điểm cuối tháng, mình sẽ chọn chúng là theo góc độ. Tiếp theo đó là các cái vị trí bạn muốn lấy độ. Vì cái này nó sẽ ghi theo phương ngang, tức là hình tròn.